tại Việt Nam tồn tại một loài rắn độc đặc hữu. Loài rắn độc này chỉ được tìm thấy ở một nơi duy nhất, đó là ở đảo nhỏ Hòn Sơn, thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Nó là loài rắn độc Hòn Sơn mà người bản địa hay gọi là rắn hột mè. Vậy, loài rắn độc này có gì đặc biệt? Nó độc và nguy hiểm đến mức độ nào? Loài rắn này có kích thước tương đối nhỏ. Những con đực trưởng thành dài tối đa 80cm, nặng từ 150 đến 200g. Trong khi cá thể con cái có thể dài đến 100cm và nặng khoảng 300g. Nó được mô tả lần đầu tiên vào năm 2008. Với đầu lớn hình tam giác, phần đầu phân biệt rõ với cổ và thân. Nổi bật trên đầu của chúng là đôi mắt màu nâu hoặc cằm rực rỡ. Mặc dù mang tên rắn lục, loài rắn này không sở hữu lớp vảy ngoài màu xanh lục. Thay vào đó, chúng sở hữu vẻ bề ngoài đẹp mắt và ấn tượng. Màu sắc của loài rắn này có thể thay đổi, nhưng chúng thường có cơ thể màu xanh lục nhạt, vàng hoặc nâu. Đây là một loài rắn có vẻ ngoài đẹp mắt và thu hút, nhưng đừng để những hoa văn này đánh lừa bạn, bởi chúng sở hữu nọc độc nguy hiểm. Rắn lục Hồng Sơn là loài dành phần lớn thời gian sống trên cây. Chúng thường được tìm thấy ở những khu vực gần nước như dòng suối, vì chúng thích môi trường ẩm ướt. Chúng chủ yếu ăn các loài động vật có vú nhỏ, chim, thằn lằn và ếch. Loài rắn này sử dụng chiến lược săn mồi phục kích, kiên nhẫn chờ đợi con mồi đến gần rồi mới tấn công, tiêm nọc độc vào con mồi và ăn thịt. Đây là loài rắn lục hoạt động về đêm. Hành vi này giúp chúng tránh được nhiệt độ khắc nghiệt vào ban ngày và tránh được những kẻ săn mồi tiềm tàng ngoài tự nhiên. Rắn lục Hồng Sơn là loài đẻ trứng thai, nghĩa là trứng sau khi được thụ tinh vẫn sẽ nằm bên trong ống dẫn trứng của rắn mẹ cho đến khi nở thành rắn con và chui ra ngoài. Rắn lục Hồng Sơn sở hữu nọc độc máu nguy hiểm. Khi bị cắn, nạn nhân sẽ bị đau đớn, phù nề, rối loạn đông máu khiến máu chảy liên tục. Nếu không được chăm sóc y tế kịp thời, có thể dẫn đến hoại tử vết thương hoặc thậm chí là thiệt mạng.